người xuống phố cùng ta, cất vang tiếng hí cho đã nở hoa, cho miệng nọn cười nụ cười như lá. Ta về chợ phiên mùa xuân Bắc Hà. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay là phiên chợ đầu xuân các bạn ạ. Đây là phiên chợ đầu tiên của năm 2021. Mình đang có mặt tại chợ phiên Bắc Hà anh em nhé. Được không? Này bà con đã ngồi tràn lan ra đây hết rồi. Đây là số là người Mông Hoa anh em nhé. Người Mông Hoa, người Nùng, người Phú Lá. Ui, con lợn to thế nhỉ. Ui anh em ơi. Ông chủ cái này có con lợn to chưa? Vâng, con chào bà nhá. Chào ông chủ nhá. Ông chủ này mổ con lợn ác nhỉ. Ngang ngang với cái con hôm này. À, chào chị. Cái con Tết chú lấy ấy. Con lợn này nhìn như con bò anh em ạ. Nhưng mà con này nó cũng mỡ. À, con này nó không mỡ mới à? Chắc con này bì hơi hơi mỏng nha. Đúng rồi, chỉ bì với. Mọi người đang mang ngựa ra chợ ngựa. Cao thủ nấu thắng cố. Hôm nay đi buổi đầu mà hàng hóa có phải hơi ít chị nhỉ? Vâng. Đầu xuân họ có mổ lợn nhiều ấy đúng không? Vâng. Nó còn nhiều thịt. Thế đây là cái mặt của nó đấy chị nhỉ? Tai. Má. Má ngựa này. Vó ngựa đấy. Lòng dạ dày. Lòng dạ dày đủ hết đúng không? Tim gan. Ai thích ăn gì thì cắt thôi nhỉ? Vâng. Cái đấy là gì đấy ạ? Dạ dày đấy. À. Lưỡi. Lưỡi. Đây là phổi. Cổ á? Phổi. Phổi à? Đấy các bạn ạ. Tất cả ngựa sẽ nấu hổ lố như này. Nó có hai cách nấu nhé. Đấy. Nấu hổ lố này hoặc là sẽ làm giống như bên này thì cho cái chảo mọi người thái trước rồi. Chung là cái này tí mà chín thì lại cho sang bên đấy thôi mà. Cái này là giống nhau đấy, đúng không chị? Vâng. Vâng. Cái này chín thì lại thái sang. Lại thái đây. Lại cho sang đấy. Thái sang đây nó sẽ ngấm gia vị ngon hơn. À, ngấm gia vị nó ngon hơn đúng không? Vâng. Cái này gan chị nhỉ? Gan. Lòng ngựa. Đây là thắng cố. Thắng cố ngựa anh em nhé. Rồi. Chúng ta là vừa mới Tết xong đầu xuân nên là cái lượng bà con mổ lợn nhiều, cái lượng thịt nó vẫn còn rất là nhiều. Nhưng mà nói thì nói nhưng mà vẫn không bao giờ ấy được. Vẫn rất là phong phú. Đây là chả gà đen. Bắt làm bắt gà chả đen bắt. Cái đấy là cái cây mận người ta mua về. À, xin chào nha. Đông khách không? Đông khách không? Hôm nay bắt đầu với khai xuân đúng không? Đúng rồi ạ. Thằng cố không? Thằng cố.
Đây là thằng gỗ gì bạn? Đây là ngựa, đây là trâu ở dưới này. Bán bao? Bán bao tiền là bán? 100.000, 150. Một chảo 300, 400. À, chảo 300, 400 à? Đây này, đấy, gà ta này, lượn chân lượn đen này. Thế ngon à? Lắm, lượn đen các thứ. Lượn đen này các thứ à? Vâng. Đây là tí nó chưa không đủ bán đâu. Thế à? Ừ. Chưa là đông thì anh dân ở đâu đâu về ăn tí là hết sạch luôn. Ừ. Hai chảo, trâu thì cũng ngon. Chào các bác nha. Đầu xuân năm mới. Hả? Không, em đang treo một ngày. Chở từ 3 giờ. Thế à? 3 giờ mà còn chưa kịp nữa. Mình là phở xương. Thôi, không được chửi nhau. Tết thì lẽ chửi nhau rồi. À, được rồi. Lại gặp Sapati. À, thế à? Xem vật quá mới lên đây đúng không ạ? Dạ dày nhá. Chào Sapa TV nhá. Vâng, chào bác. Đầu xuân năm mới. Đầu xuân năm mới à? Vui vẻ. Làm nửa mét lòng nhá. Đấy được rồi nhá. Cho em ấy đi, cho em một chân giò đấy anh ơi. Được chưa, bằng này được chưa? Rồi, cho em tí lòng nữa. Lòng đấy á? Lại gặm chân giò cho nó đỡ buồn. Tui gà này ngon nhỉ. Có lại chủ nhật đầu xuân năm mới giao lưu khai xuân tí nhỉ? Cũng được. Được chưa? Thế thôi nhá. Đây là gà đen. Một con này hơi nhiều view lông. Xem có cái gì ngon ngon nhỉ? Nóng hổi, cái gì cũng thế muốn ăn. Ui, cái giò này nhìn này nó dày này. Ê, tí cắt cho em cái này đi để em gặm cái này. Ui, nhìn cái này ngon thế. Được rồi, cứ bình tĩnh. Năm nay chờ ông bà mời ra ăn Tết nha, mà hơi bị lâu đấy. À, thế à? Ừ. Hóa ra là lừa. Quân đâu à? Quân đội đâu à? Đây. Đâu à? 8 người, 9 người. Xếp đen đi. Ừ, nó dày như này mà anh em, rất là ngon luôn. Cũng là con lợn nhưng mà tùy nhá, có con cái dày, cái da nó không được dày như thế đâu. Hả? Anh cắt cho em cái khuỷu này về phía trước nhá, khuỷu này. Thế đang phải sang cái gan gà mà không được. Thế là mình đến muộn rồi anh em ạ, hết óc. Lợn này xương cứng ấy. Cho anh ơi, con gà đen này cái nhá. Vâng, chưa chị ạ. Đây đi sang bên này, sang bên này. Cho cái bóng giò luôn đi. Nó do không có tiết nên là mình sẽ lấy cái gan để bảo cháu gái mình nó giã cho bát nước chấm. Đó. Đây. Cho cái kia dặn dày à? Vâng, được rồi, để làm cho ấy xong rồi đến lượt rồi bác lấy lần lượt nha. Ngon thế. Về cây view cho em nhá. Đây, hai chị đây. Dạ, đúng rồi đây ạ. Dạ dày nhá. Không áp mình lấy gan được ạ. Rồi, ok. Thực ra là nếu mà cái chẩm chéo này anh em không có óc thì anh em cứ lấy cái gan dã ra, nó cũng có cái độ sánh rồi. Cho đẳng cấp luôn này. Có rượu không? Có là cái ghép không? Có đào không? Khẩu trang đấy. Lấy lạc không? Đây là lấy cái chú bắp này. Đấy, đúng rồi, lấy chú bắp đấy. Còn cái kia. Đây nhá. Ở nhà mà khi mà anh em mua cái lọ chẩm chéo bên mình về, đấy anh em mà chấm thì cứ dã cái gan này ra này. Gan hay là cái óc ấy cho vào. Chưa đủ gì. Đây bây giờ lấy đây xem mà cân lên còn gì nữa. Lấy cho anh một chai rượu ngô vào đây để hôm nay tiếp anh Hà. Cô bác à? Đúng không? Mạnh mồm. Bác Hà gọi là không có rượu.
Hôm nay mấy hôm nay ông Hà ông ấy cà kia mình hôm nay cà kia này không? Hôm nay chơi luôn à? Đây đầu xuân năm mới này chơi luôn. Trời ơi. Một năm anh em mình ngồi uống rượu với nhau có một lần thôi mà. Thôi nhá. À. Cho tí để lấy cái này ra đã. Thôi cần gì. Cầm nó không thì nó rơi chén. Đây là giới thiệu với cả nhà. Làm nhưng mà phải vừa uống rượu nào. Đây là rượu ngu nhá. Mày chúc mừng các bác nhá. Một năm mới chúc tất cả anh chị em vui vẻ nhá. Một năm mới gặp nhiều may mắn nhá. Ok ok, gặp nhiều may mắn nhá. Làm nhiều thịt lợn ngon nhá. Một là ngon, hai là phải ăn được mới biết là ngon. Rồi, hết nhá, 100% này. Ok. Đây, mét cả nước. Ok. Đúng rồi, cái bát nước chấm mình nó thể hiện là đẳng cấp đấy em. Thôi gọi là khai xuân ăn như thế thôi. Nhẹ nhàng như thế nhỉ? Ăn từ từ dần dần. Mình ăn cái móng này có hết có bình thường 30.000 em ạ, mà bây giờ chắc là 50.000. Chào đồng chí Hải TV. Rồi, rồi. Chơi anh ở chỗ khách sạn em ấy. À, thế chơi chờ chú về không thấy đâu cả. Em đang bận đi ăn. Ngồi đi anh, ngồi đi. Ăn rồi, ăn sáng rồi. Ăn đồ rồi mà. Lúc sáng cũng làm một cái chén nước chấm thuần canh. Ốc đúng không? Ốc lợn đúng không? Có điện ngon thật. Ngon mà anh. Có cho vào nước chấm hết rồi. Làm nửa mét rồi. Này tí cho cameraman anh em ạ. Có lợn này béo quá. Đi nó dày gần một phân thì... Đây anh em này vừa rồi thì mình vừa làm một tí chân giò nhưng mà cũng phải làm thêm một tí phở đen anh em nhá. Thì lâu lâu không ăn cái phở đen này thèm lắm. Đây là gà đen này, gà này. Rồi mời anh em nhá. Ngon. Gà rất là dai. Anh ơi, anh Hà ơi. Con gà này sắp biết nói rồi anh ạ. Gà này sắp biết nói rồi anh em ạ, dai bát trường. Gà nhai từ thôi không ạ. Gấy răng ấy. Con gà sắp biết nói anh em ạ. Điên. Rất là giòn nhưng mà dai. Chắc là cái loại gà này nó leo phan di băng chạy đi chạy lại hàng ngày luôn. Cái nồi phở đây từ cái là cái nhiệt độ rất là nóng luôn. Đây là gọi là cụ gà đấy anh em ạ. Vì cái chợ này là chợ chuyên là đa số người Mông học. À các bạn còn nhớ là đây này. Cái lý của người Mông khi mà ăn Tết nên là họ sẽ dán cả cái này. Đấy cho cả cái này nghỉ ngơi. Đó. Người đang bán chim. Đây là chim cò. Măng tươi nhỉ. Không. 20 được không em? Em mua 10 cân. Em đưa em mua 10 cân. Gà này bán bao tiền? Gà này 150. Gà một tính theo cân hay là theo con đấy? Theo cân. Đâu thế nào? Gà người Mông. Gà người Mông à? Ừ. Cho mua ăn thôi, không phải cho gì.
trăm rưỡi à? Không mua đâu. Xem con móng chân nữa. Ừ. Ôi, cái này là... Ôi, cảm ơn. À, thực ra cái con gà vừa đây, gà nếu mà đúng gà của người Mông là nó phải... Cái móng của nó kiểu nó hay kiểu quắc bộ nhiều ấy, đâm ra là nó phải vát. Nó phải vẹo đi cơ, đấy mới là cái gà của người Mông anh em nhé. Còn cái gà mà móng mà nó đẹp như thế thì không phải đâu. Cái này là bán cái gì đây, mèn mén à? Mèn mén à? Mua một bát đây, cho ảnh tiền đấy. Bao nhiêu tiền một bát đây? 10.000 đây. 10.000 à? Mua một bát đây. Thôi tí nữa mới ra mua. Vậy rồi đã đôi một bát đây, cho ảnh tiền à? À, chú ảnh tiền đen à? Cứ tưởng là không đông mà này, đông không tưởng anh em ạ. Bây giờ như mọi người mới ra, kiểu là chợ ngày Tết đâm ra là họ ra hơi muộn đấy. Cái này em mua về à? Ờ. Bao tiền hai con này? Ôi Hải à? À. Ôi trời ơi, ai bao tiền hai con này? Em mua một con 300, một con 400. Một 300, một 400 à? À. Ờ, cho em xin kiểu ảnh nào. Ôi trời ơi, đi 3 lần không được. Em mua 700 hai con là rẻ đấy, hợp lý đấy. Còn cả đứt tay đấy con ạ. Con này nó bé. Cắn đấy, nó cắn đấy. Ừ. Em nuôi nó to lên một tí nữa rồi thịt nó. Con này con rúi. Đây là cái củ tam thất này. Cái này là đương quy. Đương quy này mà anh em mang về tần gà thì ngâm rượu hay là ăn thì tuyệt vời luôn. Cái lá này xào với thịt bò ngon lắm. Còn phía này là ba kích nhá. Đây là cái củ này là hà thủ ô. Tam thất anh em này. Anh em có nhu cầu mà cái củ tam thất tươi này thì cứ liên hệ với lại là Hải nhá. Trên này bà con rất là nhiều luôn. Tam thất thì nó có nhiều loại. Mình tùy, mình lấy số lượng là củ to, củ nhỏ thì nó có giá. Đây là hạt của ô ạ. Đồ tam thất. Vâng, chào bà nhá. Đang khách không mà ú bà có cái măng to thế nhỉ. Cái này là cái cây cây mây này anh em này, mây để đan lát, còn phía bên này là măng. Chiếc. Còn cái này là cán cuốc, cán xẻng. Tương ớt, hạt dổi, mắc khén. Đây anh em nhé, mình ra chợ là thôi, nếu mà gặp cái lợn ngon là cái này mà. Đấy, bà này bà cắt một lúc sau là cái con da này nó cùn luôn. Giòn lắm anh nhỉ? Giòn lắm. Giòn lắm này à. Lâu lắm cái này. Mua 200 có bán không anh? Mua 200 nghìn có bán không? Anh mua, chị mua 100 nghìn cũng được, đừng nói là 200. Đấy, miếng này là đủ gì nè. Không, nhưng em thích cho người thì mình sẽ làm kiểu. Cái này em không thích. Anh thích, anh cắt cho em cái chỗ này có được không? 200 có cắt lắm. Không cắt được ạ. Cái này cắt lỗ, cái cắt chỗ này được không ạ? Không ạ. Cái chỗ này cũng cái không còn đâu. Em thích đấy. Ôi trời, sướng như nhỉ. Mẹ, nhiều nhất chỗ này mà. Rồi, bà Lọc đi, bà cho tôi. Cái này về ông băm trẻ con. Anh em dưới xuôi muốn ăn cái thịt lợn ngon như này thì cứ liên hệ với Hải nha. Cái miếng đấy là theo đúng giá là 270. Lấy bác 200 thôi. Đồng ý lấy thì lấy, không thì chị. Sao ba cái xinh rồi mà ông ơi bán này giá thế? Đây anh em nhé, bi nó dày thế này cơ mà. Ngon lắm, cái thịt này nó không phải là nhìn nó mà là cái rất ngon. Bà này bà cắt một tí rồi bà ấy mài 8 lần dao. Đầu gấu sống chợ trên đấy. Bà có đầu gấu không mà dày. Đầu gấu ở đất Bắc Hàn hay ra làm cai cho nó ngoan. Đi chỗ khác ai dám gấu. Mày mua cho đấy hả? Ô, mình mua mang về mình ăn dần đấy. Đâu, cái nào cho mình thì bỏ vào đi. Ông sáng không phải là cái thằng này đốm lưỡi thế. Wow, vừa rồi lại mua được thịt lợn ngon anh em ạ. Tha hồ mà để ăn Tết. Bây giờ là ăn ngoài Tết này. Anh em đến nhà là có món thịt lợn xào, mời anh em nhé. Thịt lợn đấy xào với gừng thôi rồi luôn. Ngon. Đây là bà con bán đỗ phình. Uống rượu đi. Không có rượu đâu. Uống đi.
bà con bảo uống rượu đi. Trên này có bộ váy đẹp nha. Bán hàng đây cơ. À mới mua. Đây là chỗ bán thổ cẩm anh em nhé. Em bé kia xinh chưa? Giống Hải Nhi nhà mình. Xinh nhờ, em bé xinh nhờ. Em bé mấy tuổi rồi con? Hả? À, 1 tuổi. 1 tuổi à? Ô, tạo dáng kìa. Xinh đấy. Yêu thật đấy, xinh nhờ. Đầu xuân là mọi người hay trồng cây để lấy may. Đây là mận tâm hoa. Mận tâm hoa với lại là đào anh em nhé. Mận này bán bao tiền một cây đấy chị? Anh ơi nó nhiều giá lắm, 15, 14, 13. À 13, 14, 15 à? Đấy, mận này cũng khá là rẻ luôn, mười mấy nghìn một cây. Xoài lép là xoài không hạt đúng không ạ? Đấy, xoài không hạt đây. Cam. Đây là cái trang phục này, là trang phục của cô này là của người Phú Lá anh em nhé. Còn này bên này là của người Mông này. Cô người Phú Lá không nhỉ? Ra cái chợ phiên đầu năm mới này thì mọi người đi ít thương người, hàng hóa thì nó chưa được nhiều lắm anh em ạ. Thực ra là ở đây thì mọi người kiểu ăn chơi Tết ở trên vùng cao này nó rất là lâu. Đấy, chắc là phải phiên sau thì mới đông người, nhiều hàng này. Ồ, đây bán thế nào đấy à chị? 25 nghìn cân. 25 à, trời ơi. Ôi anh Hải sắp 3 TV đây rồi. 25 nghìn cân à? Có ngon không hả em? Ngon không? Ngon lắm anh. Tươi nhỉ? Thôi để mình cất cái thịt ra xe, thì qua lại mua mấy đổi ăn. À, đây các bạn nhé, anh em nào muốn mua không? Cái cây tam thất về để trồng thì cái này xứ nóng có trồng được không à chị? Cơ bản nó phải trong cái chỗ mát. Thôi trong chỗ mát đúng không? Dưới tán cây nhỉ? Dưới tán cây. Đấy, thích hợp. Dưới tán cây phòng đất đảm bảo. Vâng. Vâng. Đây là ship. Anh em muốn mua thì cứ liên hệ với Hải nhá, ship toàn quốc luôn. Đây. Nhiều anh em bảo là cứ bảo là mua cái em tìm cái này cái cây tam thất này về để làm giống, thì đây chính là cái cây tam thất người ta đã ươm mà nó có bầu, cẩn thận rồi về là đảm bảo auto là sống anh em nhé. Nếu anh em thích thì cứ liên hệ với Hải. Đó. Ôi, vừa đây thằng đống thịt ra xe. Ok chào nhá. Sau đây mình cũng xin phép kết thúc video tại đây các bạn ạ. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nhá. Nếu mà anh em hay thích thì hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải nhá.